Khi đã hiểu được cái ý nghĩa cũng như là cách hoạt động và cách vận hành của Mylan á, thì Hồng Thi rất là vui luôn, và Hồng Thi rất là tự tin khi mà chia sẻ dự án này đến với nhiều người. Và cái điều làm Thi Hồng Thi hạnh phúc hơn nữa là khi mà Hồng Thi chia sẻ thì Hồng Thi được rất là nhiều người đón nhận cái cơ hội này. Bởi vì sao ạ? Sự mà nói Hồng Thi đang định cư ở nước ngoài, nhưng mà trong lòng thì luôn luôn nghĩ về quê hương Việt Nam. Và Hồng Thi biết rất rất là nhiều anh chị em đang ở nước ngoài, nhưng luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn nghĩ về Việt Nam. Thì không biết hôm nay có mặt chị Vi Thí, thì không biết là chị Vi Thí có một cái sự đồng cảm cũng như là cảm nhận giống Hồng Thi không ạ? Hello chị Vi Thí ơi. Ok, em mới mở ấy là lên. Ui dồi, người đã lại ảnh kỹ thế. Đây, em xuất hiện đây. Chào, em chào tất cả mọi người. Vi Thí, chào anh Trung, chào chị Hồng Thi, chào MC Thanh Tùng, chào tất cả mọi người nhá. Vi Thí hiện tại đang ở bên Đức, bên Berlin, đang trốn dịch đây. Và ngày hôm nay là được Mylan mời để nói chuyện, chia sẻ về dự án Mylan, và rất là vẫn đang hồi hộp đây ạ. Thật ra đây là lần đầu tiên để nói chuyện với mọi người. Chị Hồng Thi nói hay quá đi thôi, mà không biết là em là đang bị run đây. Mình cũng vậy thôi ạ. Thật sự mà nói là lên sân khấu rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay ngồi ở đây, cái tâm trạng của mình nó không thể nào tả được. Nói chung là nó hồi hộp có, nó vui có. Nói chung khó tả lắm. Dạ vâng. Anh Trung ơi, là khi mà quay lại Đức để chia sẻ dự án này sau khi mà được người bạn giới thiệu về Mylan ấy, thì anh Trung có nhớ là em phi thẳng về Việt Nam đúng không? Lên văn phòng Mylan và tìm hiểu xem dự án. Và khi mà nói chuyện với anh Trung thì Vi Thí đã quyết định là một cái người tâm huyết như vậy, một cái đội ngũ mà làm việc chuyên nghiệp như thế này mà mình không ủng hộ thì ủng hộ của ai, đúng không ạ? Thật ra là Vi Thí tham gia rất là nhiều sân sàn và tham gia rất là nhiều những loại cổ phiếu, nhưng mà trước khi lên sàn, nhưng mà thật ra là chưa tham gia một cái chương trình của người Việt bao giờ. Và khi thấy nói về ép bất động sản Mylan thì thấy có gì đó rất là hay ho và tìm hiểu, và đã đến được văn phòng Mylan ở Láng Hạ. Và cái trong cái thời gian đó thì thấy rất là hào hứng với chương trình này. Em Vi Thúy đã quay lại Đức và chia sẻ cho cộng đồng người Việt ở đây. Và em cũng rất là mong ngày hôm nay anh chia sẻ lại cái dự án Mylan này cho cộng đồng của người Việt bên em ở bên này. Và em cũng rất là mong muốn là được nghe lại lần nữa anh chia sẻ cái dự án mà em cảm thấy rất là tâm huyết, anh Trung ạ. Rồi, cảm ơn Vi Thúy, cảm ơn hai người đẹp. Vi Thúy đã đến công ty rồi đúng không? Anh em mình đã đi cà phê. Dạ. Hình như là có đi ăn với nhau không nhỉ? Có đúng không? Dạ, và có. Rất là tuyệt vời. Thật sự ra này nhận xét về Vi Thúy thì phải nói là một người rất là hiểu biết. Không chỉ là đẹp đâu mà bạn ấy rất là thông minh và hiểu biết, mà cái đấy đối với người phụ nữ nó vô cùng quan trọng. Cảm ơn anh nhiều. Còn nói về Mylan thì chắc là ở đây thì hầu hết mọi người cũng không còn lạ gì. Chúng ta thay vì chuyện là một vài người góp vào với nhau, thì chúng ta đang cùng nhau, cùng với cộng đồng, cùng với người Việt ở khắp năm châu, chúng ta góp công, góp sức, góp tiền, góp của để cùng nhau lan tỏa, cùng nhau để phát triển cái dự án này trở thành một cái doanh nghiệp dành cho cộng đồng người Việt, giá trị Việt, để làm sao chúng ta xây dựng một cái thương hiệu mà chúng ta sẽ trong tương lai chúng ta không bị phụ thuộc vào nước ngoài, chúng ta không phải đi bán lại hay là đi làm nô lệ cho họ nữa. Tại vì rất là nhiều những cái thương hiệu ngay từ đầu khi phát triển ra họ rất là cần nhiều vốn, nhưng mà họ hay sử dụng phải vốn quỹ, vốn vay, và rất là nhiều những cái khoản vốn đấy thì cuối cùng tự nhiên doanh nghiệp
từ nhỏ đã trở thành một cái doanh nghiệp mà bị sở hữu rất là cao từ các cái đơn vị đầu tư nước ngoài. Và khi lớn hơn một chút thì hầu hết các đơn vị nước ngoài cũng đều mua, gần như là mua chiếm tỷ lệ quá bán, có nghĩa là 60 có thể đến 80%, có thể còn cao hơn nữa là gần như trở thành một cái doanh nghiệp của nước ngoài, ví dụ như Zalo hay là rất là nhiều những cái sản phẩm thương hiệu khác của Việt Nam. Và chúng ta xây dựng mô hình này thì chúng ta chắc chắn sẽ xây dựng được một cái doanh nghiệp thực sự do người Việt Nam sở hữu và lại đem lại giá trị cho người Việt Nam và cho cộng đồng quốc tế. Và đây là một cái doanh nghiệp, phải gọi dùng một cái từ là doanh nghiệp cộng đồng và vì cộng đồng. Và chúng ta ứng dụng công nghệ trong cái lĩnh vực bất động sản để phát triển trở thành một cái hệ sinh thái bất động sản. Và sau này chúng ta sẽ đầu tư bất động sản. Trong chúng ta có rất là nhiều hoạt động đầu tư như đầu tư đất vùng ven. Cái đấy lợi nhuận rất là cao, có thể đến 25%, hay là xây chung cư mini cho người nước ngoài thuê, cái đấy cũng phải tới 30%, hay là sàn môi giới bất động sản thổ cư. Đấy là những, nếu mà như trước đây mình muốn là sẽ tạo ra những cái sàn và các cái kết nối của giữa các cái tỉnh và các cái sàn ở nằm giữa các tỉnh thành với nhau và kết nối thành một cái hệ thống, thì cái đấy lợi nhuận trước thuế nó phải tầm 25% và sau thuế là phải đến 15%. Hay đầu tư bất động sản, đầu tư về đất nền, ai đã đầu tư đất nền thì biết, để xây nhà giá rẻ này, xây chung cư mini bán này, tất cả những cái đấy cũng đều đem lại lợi nhuận dòng tiền rất là nhanh, trong vòng khoảng tầm có thể là 6 tháng là nó có thể thu được đến 20% lợi nhuận. Hay là thuê cho thuê các loại bất động sản, lợi nhuận cũng tới 25%. Đầu tư mua bán trực tiếp bất động sản thổ cư có giá tốt rồi bán, mua bán trao tay, thì đấy là đều là những cái nghề của mình hết. Hay là sàn giao dịch bất động sản trực tuyến thì đương nhiên chúng ta đang hướng tới, chúng ta đang làm đây này. Đấy, cái Mayland là chính là cái sàn trực tuyến đấy. Về lâu này, sau này thì chúng ta rất là kỳ vọng nó là cái lợi nhuận về trước thuế phải nắm 75%, còn sau thuế cũng phải là trên 50%. Thì cái đấy chỉ có ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử thôi. Rồi là những cái dịch vụ về pháp lý hay là đầu tư và startup vào các cái startup về công nghệ thông tin liên quan lĩnh vực bất động sản, cái đấy nó cũng siêu lợi nhuận luôn. Tại vì chúng ta đây, chúng ta đang đầu tư vào chính chúng ta đây, thì chúng ta đều biết là tại sao mà các cái nhà đầu tư lớn trên thế giới họ đều đầu tư như thế đấy. Họ đầu tư vào những cái startup mới ở những giai đoạn phôi thai, nhưng mà trong một tương lai có thể người ta đầu tư một số dự án nào đấy và chỉ cần trong một vài dự án thôi là họ đã rất là thành công rồi, hay là phát triển những cái phần mềm ứng dụng ngách khác đấy. Thì đấy là những nói sơ qua, và để mà sau này chúng ta sẽ phát triển trở thành một cái doanh nghiệp mà có thể đầu tư đối với cả những cái dự án lớn nữa. Chúng ta sẽ góp vốn vào những cái dự án mà các cái chủ đầu tư lớn, tại vì họ cần chúng ta có một cái chợ, chúng ta xây dựng được cộng đồng, họ sẽ cần đến chúng ta trong cái việc thanh khoản bất động sản của họ, và họ sẽ cần xoay cái vòng tiền rất là nhanh. Và chính vì thế họ cần về chúng ta, tại vì chúng ta khi mà chúng ta kiểm soát toàn bộ được cái hệ thống về quảng cáo bất động sản, họ cần chúng ta lắm, và họ sẽ phải cắt lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Ví dụ như này, đối với những cái sàn khác thì họ sẽ có thể để lại khoảng tầm 5% chẳng hạn, thì đối với chúng ta có thể họ phải chi nhiều hơn, thay vì chuyện họ còn hơn cái chuyện là họ phải bỏ tiền ra quảng cáo quá nhiều. Thứ hai nữa là gì? Họ cần phải thu hồi vốn bởi những cái dự án lớn ấy. Cái kế hoạch vốn của người ta quá dài, họ không thu hồi nhanh thì họ sẽ trả lãi suất rất là cao cho ngân hàng. Đấy, ví dụ đấy thôi. Đấy, để chúng ta nắm thêm được về cái dự án của chúng ta và trong tương lai nó sẽ đem lại cổ tức và lợi nhuận, giá trị rất là lớn cho những cái người tham gia góp vào cùng đồng hành phát triển với doanh nghiệp. Dạ, em rất cảm ơn anh Trung. Dạ, đã anh nói như thế thì em đã có thêm được một vài ý để có thể là chia sẻ được với cộng đồng của em ở bên Đức này rồi ạ. Thêm một câu hỏi nữa thôi ạ. Vậy em biết là Mayland là một sàn giao dịch bất động sản trực tuyến, thì cũng thấy là một số chuyên gia bất động sản là hiện cũng đang dự báo về cái thị trường là sẽ có nhiều biến động. Dạ, đặc biệt là trong cái thời Covid này, thì anh có thể là chia sẻ cho em về cái mất mạng rồi Thúy ơi. Mất mạng rồi Thúy ạ. Dạ. Xa quá, chắc là mạng quốc tế kết nối chập chờn. Dạ, chị Vi Thúy bật mic lên là được ạ.
Xin mời Vi Thúy cứ bật mic lên đi. Rồi Vi Thúy thay nút bật mic nào. Được chưa? Được chưa ạ? À? Rồi, được rồi. Rồi may quá. À, được rồi ạ. À. Em mà chìm đi đâu là Zoom hỏng hết đấy. Dạ. Vâng, thì em cũng có một cái câu hỏi mà đến anh Trung, thì em cũng muốn là trong cái thời đại mà Covid như này thì cái thị trường bất động sản này sẽ một số cái chuyên gia nói là cái thị trường này là đang có thể sẽ rất là nhiều biến động, và em muốn nghe cái ý kiến của anh chia sẻ về cái xu hướng đầu tư về bất động sản chủ đạo của cái thời gian này, và sắp tới thì Mainland có những kế hoạch nào cho để phát triển ạ? Nói về cái về đầu tư bất động sản thì ai đã từng qua cái đã từng đầu tư bất động sản nhé thì mới thực sự hiểu, nhưng mà ai đã từng đi qua cái giai đoạn làm nghề bất động sản, nghề môi giới bất động sản, đi qua cái giai đoạn khủng hoảng năm 2009 cho đến 2012 ấy, thì mới hiểu thực sự là bất động sản nó như thế nào, nó rơi vào khủng hoảng nó sẽ thế nào, nó sẽ xuống đáy, và tại cái thời điểm đấy thì nó sẽ đóng băng, có nghĩa là không có giao dịch, và giá bất động sản thì gần như là không, cái người bán thì tôi muốn bán cao hơn cơ, nhưng mà lại không có ai mua, còn người mua thì muốn rẻ nữa cơ, và đương nhiên thì cái đến cái điểm mà cuối cùng đấy gọi là đáy đấy, thì nếu mà ai mà có tiền là lúc đấy người ta sẽ tham gia vào cái chuyện mua đáy. Ví dụ ở cái bất động sản ở Hà Nội đây chẳng hạn, cái giai đoạn đáy đối với nhà trong hẻm, trong ngõ ấy, thì nó sẽ có thể rơi vào 50-60 triệu mét vuông. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu nó quay lên trở lại, đến khoảng 5-14-10 năm bắt đầu nó phát triển trở lại. Thì bây giờ nó đến thời điểm sau đó 14-15-16 thì nó sẽ lên đến khoảng tầm 50-70 triệu, 80 triệu, và đến thời điểm này nó lên đến khoảng tầm 90-100 đến 120 triệu mét vuông. Thì mọi người hiểu là nó sẽ gần như là có thể là gấp đôi. Đấy, đầu tư bất động sản, tại sao người ta cứ bảo là các cái tỷ phú thế giới, người ta bảo là 10 năm thì bất động sản gấp đôi một lần đấy. Đấy, là như thế đấy. Và đến bây thời điểm này thì có thể là giai đoạn này nếu mà kinh tế đi xuống và nếu mà khủng hoảng xảy ra thì nó lại tiếp tục nó xuống. Đầu tiên là nó sẽ đóng băng ở cái điểm cao. Sau đó thì người ta muốn giao dịch thì người ta lại hạ giá dần. Sau một thời gian này hạ giá dần. Và như mình hôm trước nói, nếu mà thực sự mà nếu mà nền kinh tế mà đi xuống vì khủng hoảng thì chắc chắn là sau khoảng tầm phải tầm 6 tháng đến 9 tháng sau, 6 đến 12 tháng sau thì bắt đầu giá bất động sản mới thực sự bắt đầu là đi xuống. Và sau đó thì nó phải mất tầm khoảng tầm 1 năm đến 2 năm thì nó mới thực sự xuống đáy. Đấy. Còn đâu chưa kể là bất động sản nó lại phụ thuộc vào như thế này. Bất động sản nó phụ thuộc vào cái việc là nó theo từng khu vực nhé. Ví dụ giai đoạn này có thể lại là Long Thành, giai đoạn sau có thể lại là Vân Đồn, giai đoạn sau nữa thì lại có thể là Phú Quốc. Cho nên chúng ta phải khi đầu tư bất động sản là ta phải biết được cái khu vực nào nó thật sự là tiềm năng. Cho nên những cái người giàu ấy, người thành công ấy, người ta khi người ta đủ tiền người ta đi đầu tư ấy, người ta sẽ đi biết cách mò, biết cách tìm hiểu, biết cách nghiên cứu, và lúc đấy người ta mới nói là cái thông tin nó giá trị nó quan trọng thế nào. Giả sử bây giờ tôi chơi một ai đấy, người đấy biết được chính xác là ví dụ Phú Quốc 6 tháng nữa sẽ có một cái quyết định gì đấy chẳng hạn, ví dụ ấy thôi, thì chắc chắn là họ sẽ nhảy vào bất động sản. Mà tại thời điểm này thì bất động sản ở đấy lại đang bị chìm chẳng hạn, thì họ sẽ vớt ở giai đoạn này và đến thời điểm đấy họ mới bán. Và cũng là một cái chia sẻ thực tế cho mọi người thế này để hiểu biết về bất động sản nhé. Mình giả sử đối với bất động sản cụ thể thì ta nên mua bất động sản thế nào? Một cái bật mí là bất động sản trước khi ta mua thì ta phải biết là ta có bán được nó không? Ta có dễ bán được nó không? Có nghĩa cái bất động sản ta chọn ý, nó phải là cái dễ bán, phải bán được. Nếu mà ai làm nghề bất động sản thì sẽ hiểu là gì? Vị trí, hình thù thửa đất, chiều sâu, mặt tiền. Đấy, ví dụ ấy, hay là những cái đặc điểm nội trội khác mà như trên website chúng ta có rất là đầy đủ về gợi ý về các cái đặc điểm nội trội. Đương nhiên về tính pháp lý là phải chuẩn rồi. Nếu mà ai mà không am hiểu về pháp lý mà đi mua bất động sản rất là rủi. Chưa kể cái chuyện là cái khu vực đấy có thể kinh doanh được không? Khu vực đấy có tiềm năng phát triển không? Và đặc biệt lên mua ở khu vực nào hạ tầng trong tương lai sẽ phát triển? Hay là những cái quyết định về chuyện là có thể phát triển về quy hoạch này, hay là phát triển về chuyện là ví dụ như là sắp tới là ví dụ như là Đông Anh sẽ trở thành thành phố chẳng hạn, ví dụ đấy, hay là sẽ là một quận của Hà Nội, hay ví dụ ấy thôi, thì từ những cái đấy
thì hay là sắp tới là Hưng Yên đúng không? Hưng Yên cũng có thể trở thành là sáp nhập về Hà Nội ví dụ ấy. Thì ví dụ những cái thông tin như thế nó cực kỳ giá trị trong việc đầu tư bất động sản. Và khi mà ta mua một bất động sản mà ta không thể bán được, không thể thanh khoản được thì đấy là một bất động sản rất là kém. Phải làm sao khi mà ta muốn bán cái thì họ phải tranh nhau họ mua cái bất động sản của ta mới sinh lời được. Đấy. Và đối với những cái về cổ phiếu hay là những cái dạng đầu tư khác cũng vậy thôi. Tại sao những cái như của chúng ta vẫn để những cái sàn nội bộ để ai không có nhu cầu có thể để lại cho người khác. Ví dụ đấy, chưa kể cái chuyện là thời điểm này giá có thể chưa nhiều, nhưng mà trong vòng 1, 2, 3 vòng tới thì cái giá nó cao dần lên và lúc đấy ai cũng có thể, nếu mà ai thực sự cảm thấy là muốn chốt lời, muốn có chuyện cái thanh khoản nào đấy vẫn có thể có cơ hội để mọi người là mấy. Còn chưa kể đương nhiên là sau này chúng ta lên sàn chứng khoán, chúng ta trở thành một cái doanh nghiệp mà đại chúng, rồi chúng ta đương nhiên đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ có cổ tức, có lợi nhuận, và đương nhiên là lúc đấy thì chúng ta cái cổ phiếu, cái cổ phần của chúng ta nó sẽ rất là giá trị trong tương lai. Okay. Dạ, cảm đấy, chia sẻ dạ, cảm ơn anh Trung chia sẻ. Khi mà nghe anh Trung chia sẻ như vậy á thì Hồng Thi thấy mình thật sự là may mắn luôn. Và khi Hồng Thi quyết định đồng hành cùng với Mylan á thì đó là một cái sự quyết định gọi là vô cùng sáng suốt luôn mọi người. Thì Hồng Thi muốn chia sẻ thêm, không có tự nhiên mà Hồng Thi được gọi được báo chí cũng như là truyền thông và bạn bè đồng nghiệp gọi Hồng Thi là Hoa hậu 4.0 ạ. Bởi vì Hồng Thi từ một cái người diễn viên không có biết gì về công nghệ á, thậm chí cả cái Facebook của Hồng Thi á, Hồng Thi cũng nhờ con gái mình làm giùm luôn. Và chỉ trong một cái thời gian ngắn Hồng Thi đã kinh doanh khá là thành công trên online và đứng top 1 thế giới về Empire Marketing luôn. Và một ngày như vậy á, Hồng Thi nhận được rất là nhiều dự án mới. Có rất là nhiều dự án nó trả hoa hồng cực kỳ cao luôn. Mà tại sao Hồng Thi lại chọn đồng hành cùng với Mylan? Bởi vì Hồng Thi thấy Mylan trao được cho mọi người rất là nhiều cái giá trị. Và bản thân Hồng Thi cũng vậy. Hồng Thi mong muốn qua cái dự án này thì Hồng Thi có được một cái việc nữa để Hồng Thi có thể giúp được nhiều người thay đổi cuộc sống. Và ở Mylan thì Hồng Thi thấy rất phù hợp với nhiều đối tượng. Ví dụ như là các anh chị đã có một cái công việc làm ổn định đúng không ạ? Có được một số tiền nhàn rỗi, không biết làm thế nào, không biết làm sao để tiền nó có thể chảy ra tiền, thì các anh chị cũng có thể tham gia vào Mylan để nâng tầm cũng như là tăng cao cái giá trị tài sản của mình. Cái đối tượng thứ hai là những anh chị nào mà hiện tại muốn có thêm một cái công việc, muốn có thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai ngoài cái công việc chính của mình mà bản thân thì không có nhiều vốn, thì các anh chị cũng có thể tham gia vào Mylan. Bởi vì ở Mylan chỉ cần có 10 đô la thôi ạ, thì chúng ta có thể tham gia vào và tạo được một cái tài khoản cũng như là được tặng một cái điểm may tương ứng. Đồng thời các anh chị sẽ được đào tạo, được học hỏi và được làm Empire Marketing cho công ty. Thì Hồng Thi thấy ở đây là một cái dự án quá là tuyệt vời luôn, quá là tiềm năng luôn. Người ta có một cái câu là mua câu người Việt nói cái gì? Mua đáy bán ngọn à? Mua thổ thì lỗ, còn mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời. Thế mà các anh chị mà muốn giàu bền lâu thì hãy tham gia vào Mylan nhé. Cảm ơn Thi. Vâng. Xin là cảm ơn anh Trung, chị Hồng Thi cũng như là chị Vi Thúy đã chia sẻ những cái điều rất là tuyệt vời và rất là giá trị. Thế thì em có một câu hỏi nhỏ một chút xíu ạ. Thế thì cả hai chị đều rất là xinh đẹp và thành đạt trong cộng đồng kiều bào như vậy. Thì hai chị có thể cho em xin một cái bí quyết hay là cũng chia sẻ cho cộng đồng các cái đối tác của Mylan ngày hôm nay một cái bí quyết được không ạ? Và cái này thì em nghĩ rằng là trong này có rất nhiều các cô và các chị và các em gái đang rất muốn nghe những cái câu như vậy. Thì em xin mời chị Vi Thúy có thể chia sẻ trước được không ạ? Hỏi đúng chuyên môn của chị đấy. Đúng chuyên môn. Đúng chuyên môn à. Nãy giờ Vi Thúy cũng chưa giới thiệu với mọi người này. Vi Thúy có hai cái tiệm thẩm mỹ làm đẹp.
Thật ra thì cái bí quyết để làm đẹp thì có thể là Vi nghĩ rằng là có thể người thành công thì họ có vẻ đẹp hơn, đúng không ạ? Thật ra với cái thời đại này thì các bạn trẻ có quá nhiều cái cơ hội để có thể làm tài chính cho mình, làm kinh tế tốt hơn. Có rất là nhiều cơ hội luôn, và cái cơ hội Mainland đang là cái cơ hội mà bạn bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi, nhưng mà bạn đã họ trao cái tập đoàn Mainland trao cho bạn được một cái cơ hội để bạn có thể là tập tành vào cái thị trường tài chính. Bạn bạn có thể kiếm tiền bằng một cái số tiền bắt đầu là 10 đô thôi, đúng không ạ? Cho nên là vẫn còn trẻ, đang là cái xu thế thì bạn hãy mở, hãy mở lòng, hãy tìm những cái cơ hội, một cái cơ hội mà có thể là Vi Thúy rất là tâm đắc với câu nói là từ chối một cơ hội có thể không khiến bạn nghèo đi nhưng mà khiến bạn làm việc cả đời. Và Vi Thúy thấy rằng là hãy đến với Mainland để cho Mainland lo cho bạn kinh tế. Và Vi Thúy thấy rằng là khi mà Vi Thúy chia sẻ cho mọi người ở bên bên cộng đồng người Việt ở bên bên Đức này thì bắt đầu là mọi người đã có chú ý đến về những cái xu thế này. Và Vi Thúy rất là tâm đắc là khi mà đã cảm thấy là rất là may mắn khi phát hiện ra Mainland thì qua những cái lời các anh chị chia sẻ, chị Hồng Thi ở bên Mỹ, rồi Vi Thúy ở bên châu Âu, những anh chị ở bên châu Âu, rồi là cái dự án Mainland này thì mình khi mà đến mà tiếp xúc rồi là những cái khi mà đến Mainland thì rất là nhiều người rất là muốn cống hiến vì cái về cái ý tưởng về dự án, và em rất là ngưỡng mộ anh Trung, rất là thích tiếp xúc với các anh chị em ở trong Mainland, rất là gia đình luôn. Cho nên là Vi Thúy nghĩ là cái thời đại này mà để cho mà mình có cái kinh tế hơn thì đương nhiên là mình có tiền mình sẽ đi làm đẹp, mình sẽ thấy là phụ nữ là phải cần là mình đẹp hơn, luôn luôn đẹp, và khi thành công thì chắc chắn là sẽ thấy mình rạng rỡ hơn. Chị Hồng Thi ơi, chị Hồng Thi chia sẻ đi, bởi vì thật ra là cái ngày hôm nay rõ ràng là em cũng không có cái sự chuẩn bị một cách kỹ càng, câu hỏi là hơi bị bất ngờ, cho nên là chị Hồng Thi chia sẻ về cái đó. Em nghĩ là em đã nhìn thấy rất là nhiều những cái comment khen ngợi chị Hồng Thi, ơi chị đẹp quá, chị chia sẻ rất là hay, chị chia sẻ giúp em Vi Thúy nha. Cảm ơn Vi Thúy rất là nhiều. Thật ra mà Hồng Thi cũng không có bí quyết nhiều đâu ạ. Nếu như mà anh chị nào mà có kết bạn Facebook với Hồng Thi á, thì thấy Hồng Thi rất là đơn giản luôn. Hồng Thi là một cái người làm những cái việc rất là nhỏ luôn, rất là bình thường luôn. Hồng Thi chỉ biết là nấu ăn và chăm sóc cho gia đình. Đó, nếu như mà mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy cái điều đó. Tuy nhiên, cái đó là cái mọi người nhìn thấy thôi. Còn cái bên trong của Hồng Thi nó hoàn toàn ngược lại với lại cái bề ngoài của Hồng Thi. Thoạt nhìn thì mọi người sẽ thấy Hồng Thi rất là yếu đuối, đúng không ạ? Nhưng mà cái bên trong của Hồng Thi là rất là mạnh mẽ. Hồng Thi thậm chí là quyết đoán và hơi liều lĩnh một tí nữa. Thì cái điều mà cái bí quyết mà làm sao để mà Hồng Thi có được cái thành công như ngày hôm nay, như là có được một cái gia đình hạnh phúc, thì cái bí quyết của Hồng Thi là cái gì? Thứ nhất là làm theo người thành công. Bởi vì trong mỗi chúng ta ai cũng có một cái sở trường riêng và ai cũng có những cái điểm yếu. Thì khi mà làm một cái công việc gì đó vào một cái lĩnh vực mới thì mình hãy tìm cái người họ đã làm được, họ đã thành công rồi, họ đã làm được, và mình sao chép họ, học hỏi họ và làm theo họ. Đó là cái bí quyết đầu tiên. Và cái thứ hai là cái mà Hồng Thi gọi là dám từ bỏ cái tốt để tìm đến một cái khác tuyệt vời hơn. Và cái điều này thì Hồng Thi thấy mọi người là đang bị cái này. Cứ an phận cho mình là đang sống một cái cuộc sống như vậy là nó ổn định rồi, nó tốt rồi, không có phải bươn chải hay là làm thêm một cái gì đó mới. Thì với Hồng Thi không cho phép mình đứng yên.
Đó. Thì một cái lý quyết thứ ba nữa, đó là khi đã làm một cái chuyện gì đó thì chúng ta hãy làm hết mình. Cái gì có thể thử nhưng mà làm thì phải làm thật, không có làm thử đâu mọi người. Làm thì phải làm thật và phải làm 100% thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả như mong đợi. Đó là một trong những cái bí quyết của Hồng Thi để có được cái thành công nhất định ngày hôm nay, cũng như là có một cái gia đình hạnh phúc. Bởi vì khi mà làm online mọi người thấy không ạ? Đang ở trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, Hồng Thi nhìn thấy là có hơn 500 người và chúng ta ở khắp mọi miền đất nước, ở khắp mọi châu lục, nhưng mà chúng ta có thể ngồi với nhau trò chuyện trực tiếp với nhau, thì tại sao chúng ta không tận dụng cái công nghệ 4.0 này để chúng ta cùng với nhau trao giá trị, cùng với nhau lan tỏa. Và qua cái công việc online cũng như là áp dụng cái Empower Marketing thì Hồng Thi lại có nhiều thời gian dành cho gia đình của mình hơn, có nhiều thời gian chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình hơn. Vì thế thì gia đình của mình sẽ càng hạnh phúc hơn và ông xã lại yêu thương mình hơn. Đó là cái mình chọn lựa đúng mọi người ạ. Mình chọn lựa đúng cái công việc cũng như là mình chọn lựa đúng cái xu hướng. Cho nên là cái việc của mình nó rất là nhẹ nhàng và nhịp nhàng. Đó thì bí quyết của Hồng Thi chỉ có nhiêu đó thôi. Chứ Hồng Thi cũng là một người rất là bình thường. Và nói vui á là theo cái cách gọi của mọi người ở trên Facebook á là mẹ bỉm sữa ạ. Hiện tại là Hồng Thi là mẹ bỉm sữa chính hiệu luôn đó. Dạ. Cảm ơn chị Hồng Thi đỡ lời cho em. Đúng chị rồi, cũng giống như em cũng rất là, nói chung là đơn giản lắm. Không có nhiều bí quyết gì lắm đâu. Chỉ là có được cái sự nhiệt tình, cũng như là khi mà biết đến Mailand đó là Hồng Thi sẽ bắt tay vào tìm hiểu ngay luôn. Tìm hiểu ngay và bắt tay vào làm ngay. Và sau khi mà nghe các anh chị chia sẻ, nhất là cái lời chia sẻ của anh Hoàng Mỹ Trung, cũng như mà khi tham gia vào Mailand thì Hồng Thi được đón nhận những cái tình cảm của anh chị em Mailand. Nó như một gia đình vậy đó. Nó rất là gần gũi, rất là thân thương luôn. Cho nên Hồng Thi mà dạ. đồng hành cùng với Mailand, đó cũng là một những điều mà Hồng Thi đưa ra cái quyết định. Dạ đúng, em công nhận là khi mà đến Mailand, Mailand mà... như một gia đình luôn ạ. Dạ, không có thấy cái sự mà ngăn cách. Ví dụ như là anh Trung là một cái chủ tịch đúng không ạ? Chủ tịch một tập đoàn, nhưng mà mình thấy anh như một người anh, rất là gần gũi, rất là thân thương, không có một cái khoảng cách nào đó. Và các anh chị trong ban lãnh đạo cũng như là anh chị em trong Mailand, là mình mỗi lần mà mình được Zoom á thì mình thấy rất là gần gũi, rất là hạnh phúc. Và Hồng Thi sẽ cố gắng lan tỏa nhiều hơn nữa cái dự án này đến với lại nhiều người. Hy vọng rằng qua cái cơ hội này sẽ giúp được cho nhiều người Việt mình có thể có một cái cuộc sống mới được hạnh phúc hơn, được thịnh vượng hơn. Dạ rồi, em xin cảm ơn sự chia sẻ của hai chị Hoa Hậu rất là xinh đẹp, và đặc biệt là các chị không chỉ thành công ở trong các cái lĩnh vực làm đẹp riêng của các chị, mà ngoài ra thì các chị cũng đang rất thành công ở những cái các cái công ty, các cái tập đoàn về công nghệ mà các chị đã đầu tư. Và đặc biệt ví dụ như là chị Vi Thúy còn được mệnh danh là Hoa Hậu cổ phiếu, và cũng nhân cái việc này thì anh Hoàng Mai Trung có một món quà, mà đây nó là một cái video clip anh ấy muốn gửi tặng tới cho tất cả quý khách hàng đối tác của Mailand đang theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Cái video này á thì em nghĩ rằng là nó sẽ có một cái giá trị nào đó mà anh Hoàng Mai Trung muốn gửi cho tới tất cả mọi người. Và sau cái video này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Và sau đây thì em sẽ share cái video này và mọi người cùng xem nhé. Xem cái món quà mà anh Trung, Hoàng Mai Trung muốn gửi tới chúng ta là cái gì. Và cái giá đó tốt lắm đấy, không xúi các bạn đâu. Đừng có tưởng là học nhiều lắm mới đầu tư được. Cái với giá dưới 60.000 ấy, bạn cứ mua, nhưng mà mua xong quên nó đi. Nhớ là mua một con gà để lấy trứng, mua một con bò để lấy sữa, và mua một cổ phiếu để lấy cổ tức. Nó bán có 59.000 mà một năm nó trả cho bạn 6.000 trên một cổ phiếu, nhắm mắt cũng biết là cao hơn tiền gửi ngân hàng rồi. Có cần phải nhiều kiến thức thâm hậu lắm đâu. Còn những cái ông mà cứ tính toán cái số lần giao dịch trong tuần nhiều ấy, không có kiếm tiền bằng cái người lười biếng như chúng ta đâu. Hiểu chưa? Vỗ vai thì càng lười càng nhiều tiền. Cái kiến thức của tôi á, nỗ lực huấn luyện làm sao á, bởi vì
vì tôi không có nhiều chú lắm, cho nên là tôi sẽ chia sẻ bằng cái kiến thức của tôi, là tôi làm được thì các bạn cũng làm được không ạ? À, và công ty thứ hai mà tôi muốn gửi đến các bạn đó là Vinamilk. À, nếu bây giờ ta bắt đầu xa quá thì không có đủ thời gian. Ta lấy ví dụ như năm 2011 ta bắt đầu mua Vinamilk đi. Năm 11 là bao nhiêu em? Năm 2011 thì ta bắt đầu vươn lên mua Vinamilk. Là lúc đó là chúng ta cần phải bỏ ra 138 triệu. Hello? Đây là ví dụ thực tiễn cho cuộc đời của bạn nhá. Ví dụ như bạn có 138 triệu sau cái đám cưới của mình ấy. Đừng có mua SH nha, đừng có mua iPhone nha. Rất nhiều bạn trẻ không có được giáo dục về tài chính ấy. Đám cưới xong dùng mẹ cái tiền đám cưới mua iPhone hết xong. Như vậy là bạn chặt cái cây thành công của bạn rồi. Hãy dùng cái hạt giống nhỏ nhoi ít ỏi của bạn, cái tiền mừng đám cưới ấy, được 138 triệu này này. Bạn sở hữu được 10.000 cổ phiếu của Vinamilk vào năm 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 đi. Ta để xem hôm nay nó ra bao nhiêu tiền. Nếu như mà bạn trồng cái cây hạnh phúc này, cái cây thịnh vượng này, từ 138 triệu này này, bạn sở hữu được 10.000. Thì bạn thấy không? Nó trả cho bạn 20%, có nghĩa là cuối năm bạn nhận được 20.000 tiền cổ tức, 20 triệu tiền cổ tức. Nhiều người không có chịu đâu, bèo quá. Bỏ 138 triệu cuối năm nhận được có 20 triệu. Nhưng mà lãi kép, lãi kép là ngôn ngữ, lãi kép là chìa khóa của người giàu. Hãy để cho lãi kép nó làm việc. Nhiệm vụ của bạn là mua rồi quên nó đi. Không thể trồng một cây sồi rồi cứ mỗi ngày ra là kéo cái lá ra được. Cây sồi khác cơ hành tây. Cho nên cây sồi bạn sẽ ngồi dưới bóng mát của nó, nhưng phải sau 50 năm. Bạn hiểu chưa? Bạn không thể sống được, bạn không thể nhờ cậy vào bóng mát của cây hành tây được đâu. Chúng ta gieo một, mua một cổ phiếu là giống như chúng ta gieo một hạt sồi vào tâm trí của mình đấy. Hello? Hello? Tôi sẽ chia sẻ nhiều kiến thức cho các bạn. Tôi bỏ ra hàng chục ngàn đô đến những cái lớp học như thế này và dạy lại miễn phí cho các bạn. Và tôi, các bạn cũng phải tôn trọng tôi được không ạ? Say yes! I love you! Đây là năm 2011 thì chúng ta lại thấy 2 tặng 1. Có nghĩa là 10.000 cổ phiếu của bạn đã tăng lên thành 15.000 rồi. Và đến năm 2012 lại 2 tặng 1 nữa. Có nghĩa là sau 24 tháng số cổ phiếu của bạn đã là 22.500 cổ phần rồi. Từ 10.000 cổ phiếu ban đầu, 24 tháng sau số cổ phiếu nó tự đẻ ra thành 22.000. Và vẫn là 4.000 trên một cổ phiếu. Sau 24 tháng cổ tức bạn nhận được là 90 triệu trên một năm. Cái năm đầu nó chậm chạp lắm, nhưng mà đến năm thứ 2 thì bạn đã biết với một chiến lược đầu tư thông minh. Hello. Bạn nhớ là người thành công là người làm việc thông minh chứ không phải là người làm việc siêng năng. Làm việc siêng năng là một con bò, và người thành công là người làm việc thông minh. Tay của các bạn đâu? Hãy để lên ngực của mình. Tôi là người làm việc thông minh. Tôi là người làm việc thông minh. Tôi là người làm việc thông minh. High five đi, bạn là con cáo già rồi. Với một chiến lược đầu tư thông minh, bạn đã biến 138 triệu tiền vốn của bạn thành 90 triệu một năm. Có nghĩa là bằng 140 triệu sau 24 tháng bạn đã về hưu vĩnh viễn suốt đời. Người ta không có kiến thức về tài chính, người ta chọn công việc siêng năng, mất 62 tuổi mới về hưu, bạn có biết không ạ? Bạn có khoảng 40 năm ở cuộc đời để rong chơi. Và bạn nhớ, có bao nhiêu tiền bạn cũng không có thể mua được của thần chết một giây nào đâu. Cái lớp này dẫn đến tự do đấy. Hello. Cái lớp này giải phóng con người đấy, biến bạn trở thành cái người tinh tú nhất, xuất sắc nhất. Bao nhiêu thành tựu của nhân loại thuộc về những người tự do đấy. 5% là số người tự do trên toàn cầu, và họ nắm giữ tới 90% của cải của toàn nhân loại đấy, bạn có biết không ạ? Nên nhớ, 5% dân số trên thế giới này nắm giữ 90% của cải của toàn nhân loại. Khi bạn ra nhóm nhà đầu tư, những kiến thức này ấy, là kiến thức của những người tinh tú nhất đấy.
cho nên học được cái điều này rồi mà không thay đổi của mình, cuộc đời của mình, tức là thấy ánh sáng rồi mà vẫn đi về phía bóng tối đấy. Đừng có trách mình. Yes. Chúng ta có duyên lớn lắm các bạn mới được đến cái lớp học này đấy. Cảm ơn Diverick thì chúng ta cho họ một chặt vào tay đi. Họ đã kết nối chúng ta với nhau đây. Năm 2013 thì số cổ phiếu không tăng nhưng được tăng là 4.600. Nhưng mà thôi cũng được đi, không tăng cổ phiếu nhưng mà nhận được 103 triệu cũng không tồi. Thật là tuyệt vời khi không làm gì cả tiền cứ lòi ra, các bạn có thích như vậy không? À, tôi bây giờ cũng rắc rối lắm. Tiêu thì không bao nhiêu mà tiền cứ lòi ra. Thật là một rắc rối dễ chịu đúng không? Yes. High five với người bên cạnh đây, tôi thích cái rắc rối kiểu này. Hello. Chưa được. Hello. Tôi thích các bạn phải giữ cái năng lượng như vậy để tôi đừng có hỏi lại. Năm 2014 đó lại năm tặng một nữa, tức là thành 27.000 cổ phần. Và 4.000, tức là được 100, khoảng sấp xỉ 120 triệu một tháng. Các bạn thấy không, chỉ có 138 triệu thôi. Nhưng với một chiến lược đầu tư thông minh, sau 3 năm, cái dòng tiền bạn nhận được đã 10 triệu một tháng rồi. Bạn nên nhớ nha, những cái ông lãnh lương hưu á, khi về hưu mà chết rồi là mất tiền luôn đó. Còn đối với những nhà đầu tư thông minh ấy, họ chết rồi tài sản này để lại cho con họ, bạn có tin không ạ? Họ chết rồi, hiện nay trong xã hội loài người gặp một cái rắc rối là những người mới sinh ra phải đi làm thuê cho những người đã chết rồi. Rất nhiều người trong chúng ta. Và đến năm 2040, theo thống kê, thì 50% dân số của chúng ta sinh ra sẽ đi làm thuê cho những người đã phải kiếm tiền cho người đã chết rồi. Khi bạn đến lái cái xe Ford đó, là bạn phải kiếm tiền cho Henry Ford mà lão đã chết 100 năm rồi đấy. Yes. Khi mà bạn dùng các cái sản phẩm của McDonald's đấy, khi mà bạn dùng các cái sản phẩm của Electric của ông Edison ấy, những cái sản phẩm, một số sản phẩm của các công ty Mỹ đấy mà nó vẫn còn đang bán trên thị trường, là bạn phải đi làm thuê chính cái người chết rồi, luôn luôn phải trả tiền lương cho bạn hàng tháng. Thật là nhục nhã khi mà chúng ta đang sống mà phải đi làm thuê cho người đã chết. Và cái người chết rồi đi làm từ thiện nhiều hơn là cái người đang sống bây giờ sinh ra phải nhận cái từ thiện của những cái người chết rồi vẫn kiếm tiền được hàng năm đấy. Hello. Và tôi đang biến cái kiến thức này á, là khi các bạn chết đi, 200 năm sau tài sản của bạn vẫn tăng lên, thì các bạn có thích không ạ? Thích như vậy là xúc phạm rồi đấy. Yes. Đúng rồi. 2015 lại năm tăng một nữa, là thành 32.500 cổ phần. Và 4.000 là thành 128 triệu. Tôi xin lỗi, không biết có đúng không. Năm 2016 lại năm tăng một nữa, là thành 38.800 cổ phần. Và cổ tức nhận được là 6.000. Các bạn có nhìn thấy không? Hello. Năm 2016 bạn nhận được 238 triệu đồng. Phê chưa? Phê chưa? Vỗ vai với người bên cạnh đi, phê lòi ra rồi. Bây giờ cái số tiền bạn nhận được hàng năm nó còn nhiều hơn cả số tiền bạn đầu tư. Và tiếp tục như vậy, 2019, thôi không nói nữa đâu, là khoảng sấp xỉ vào khoảng 44.000 nếu như bạn nắm đến bây giờ. Từ năm 2011 bạn đầu tư vào Vinamilk thôi thì bạn sẽ có khoảng 44.000 và một năm bạn nhận được khoảng 260 triệu tiền cổ tức một năm. Quay lại cái biểu đồ của Vinamilk đi. Em, tôi bắt đầu dạy cái kiến thức này từ năm 2014, là những khoa học đầu tiên. Lúc đó Vinamilk nó vào khoảng 55, 56, 58 ngàn cổ phiếu. Học viên của tôi họ bắt đầu mua cổ phiếu của Vinamilk. Một số anh chị mua học xong 6 tháng, thầy ơi kiến thức của thầy sai rồi. 6 tháng em mua, ngày xưa 5-6 bây giờ còn có 48 ngàn à. Và họ không kiên nhẫn được, họ bắt đầu bán chứng khoán đi. Tôi bảo họ là em ơi em đi ra đảo ở đi, em đừng xem bảng điện tử nữa. Và họ không tin, một số không phải tất cả đâu, một vài anh chị họ cũng muốn là cứ mua là phải lên luôn cơ. Nhưng phải nguyên tắc là thị trường nó có lên có xuống, trong dài hạn thì tất cả những nhà đầu tư đều thắng. Và những cái người bạn thân của tôi đấy, nắm đúng trường phái này, từ 50.000 hôm nay tăng lên thành 138.000 ấy. Từ khi tôi bắt đầu hướng dẫn rồi tài sản tăng gấp đôi gấp ba lần cũng không tệ đâu. Yes. Và nói thật là cái cổ tức của họ nhận được ấy, nó cao hơn rất nhiều. Chúng ta biết để mà có được dòng tiền ấy, các bạn cần phải hoặc là có bất động sản cho thuê,
hoặc là đầu tư chứng khoán. Nhưng mà bất động sản á, thì bạn nhìn đầm xét nước, để tôi nói với các bạn xem, bất động sản cũng tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng mà cái dòng tiền từ một cái nhà Vinhome á, bạn mua 4 tỷ một ngôi nhà Vinhome đấy, bạn cho thuê được 17 triệu một tháng là bạn mừng lắm rồi. Nó thấp hơn lãi suất ngân hàng. Cái người thông minh lắm về bất động sản ấy, họ cũng chỉ thu được 4% thôi. Nó chỉ hơn tiền gửi ngân hàng, là tiền gửi ngân hàng bị làm phát, còn cái nhà nó vẫn còn nguyên. Như vậy là một người đầu tư thông minh về bất động sản, họ chỉ nhận được dòng tiền khoảng 4% là thông minh lắm rồi. Nhưng mà từ chứng khoán này bạn nhận được 10%. Và bạn nhớ là làm phát thì cổ phiếu nó cũng tăng. Khi mà bạn làm phát đấy thì sữa Vinamilk nó cũng tăng giá, thì bạn mua vé đầm sen nó cũng tăng giá, thì bạn uống cứ là cái thuốc của Dược Hậu Giang nó cũng tăng giá, bạn gắn ống nhựa Bình Minh nó cũng tăng giá. Cho nên chứng khoán và bất động sản nó đều thắng được làm phát, bạn có tin không ạ? Hello. Nhưng mà lợi ích dòng tiền từ chứng khoán nó tới 10% lận. Tôi nói là nếu như bạn có đến 2 tỷ, tôi nói là có rất nhiều người tội nghiệp lắm. Họ có đến 5 tỷ nhưng họ vẫn phải đi làm. Thực ra có đến 5 tỷ không cần phải đi làm nữa. Cái dòng tiền từ đầu tư đó, 5 tỷ đó mà là một tháng trung bình bạn nhận được 4-50 triệu rồi. Bạn dùng cái tiền đó đầu tư đi. Thực ra một người đạm bạc cứ sống không có tiêu hết được 50 triệu một tháng đâu. Đừng có ăn chơi tàn phá thôi. Cái thời gian đi làm đi chơi đi. Yes. Những người mà có đến 50 tỷ, tôi gặp những người có 10 tỷ vẫn đi làm. Bởi vì họ không có kiến thức về đầu tư. Họ, chúng ta phải thông minh hơn họ. Là nếu như bạn muốn nghỉ hưu á, với cái mức lương mà bây giờ bạn kỳ vọng 60 tuổi ấy, bạn chỉ cần có dưới 1 tỷ là bạn đã có thể về hưu được rồi đấy. Và đừng có lầm tưởng rằng về hưu được không làm. Về hưu sẽ làm nhiều tiền hơn. Chỉ làm việc mình thích. Yes. Thì bạn thấy cuộc sống nó sẽ thay đổi khi chúng ta về hưu đấy. Hãy học cách về hưu sớm đi. Hãy đến những cái lớp về tài chính này, học những cái kiến thức về đầu tư giá trị này này. Bạn sẽ được về hưu rất là sớm đấy. Không có cái dòng tiền nào tuyệt vời bằng dòng tiền từ chứng khoán đâu. Hello. Và bây giờ ta lại nói, trong khi chúng ta đang nghi ngờ về thị trường tài chính đấy, thì cái người Thái Lan này này, người ta mua Vinamilk từ năm 2005 đến bây giờ và chưa bao giờ bán đi cổ phiếu nào đâu. Họ mua cổ phiếu đấy từ năm 2005 đấy bạn ạ. Bạn nhìn thấy một lần họ nhận là bao nhiêu ạ? Tập đoàn này, đây là cái thống kê, cái bài viết này từ ngày tháng 7 năm 2018 lận. Cái công ty của cái tập đoàn này, một năm nó nhận được cổ tức từ Vinamilk, Sabeco, Nguyễn Kim, Metro bây giờ thành cái gì các bạn nhỉ, Mega, nó nhận được trên 10.000 tỷ Việt Nam đồng một năm. Nó không làm bất kỳ một công việc gì ngoài họ đầu tư. Cái số tiền mà tập đoàn tài chính này này của Singapore này này, nó nhận được từ đất nước chúng ta đó, còn nhiều hơn cả quỹ lương hưu của chúng ta. Quỹ lương hưu của chúng ta bị vỡ nợ, bị phá sản, nhưng cái dòng tiền họ đầu tư vào đây ấy, họ chỉ đầu tư bằng 1/10 thôi. Họ chỉ bỏ ra có 1 đồng từ năm 2005 đến bây giờ. Và cái số tiền hàng năm họ nhận về đó gấp hàng chục lần số tiền họ đầu tư. Và thời gian để họ bán những công ty này đi là không bao giờ. Chúng ta thấy chúng ta đang đi làm thuê cho nước ngoài ngay trên chính quê hương đất nước của mình. Chúng ta là những con bò để cho các tập đoàn tài chính nước ngoài họ vắt sữa đấy. Khi mà bao nhiêu anh chị đồng ý rằng Vinamilk là của Việt Nam ạ? Vỗ vai thì bạn nói sai rồi. Vinamilk bây giờ 60% là của người nước ngoài rồi. Cứ mỗi một hộp sữa Vinamilk bạn uống đấy, là Vinamilk, tỷ suất lợi nhuận của Vinamilk là sấp xỉ 40%. Có nghĩa là cứ 100 tỷ tiền sữa bán đi thì lợi gộp của Vinamilk là 40 tỷ đồng. Bạn chẳng có kinh doanh cái gì mà lợi gộp nhiều như vậy đâu. Bạn hãy cứ tưởng tượng đi, bạn ra tạp hóa, bạn mua một thùng bia 100.000 mà con mẹ tạp hóa nó lời tới 40.000 thì bạn sẽ chửi cả nhà nó đấy. Thế mà Vinamilk nó lời đến cỡ đó luôn đấy. Hàng vạn, hàng triệu các em bé Việt Nam ấy, những cái người mẹ tần tảo đây này, hộp sữa nào đắt tiền con uống đấy, bạn có biết không, 40% là lợi nhuận của nó đấy. Và nó chảy ra nước ngoài đấy, chứ chẳng có phải của người Việt Nam đâu. Bao nhiêu bạn thấy nhục nhã lắm rồi ạ? Vô vài này nhục quá đi. Hello. Cho nên chúng ta mà không lấy được những cái này về, gặp những người nước ngoài trước khi gặp họ phải sức cái thuốc chống nhục đi, sức dày vào. Yes. Tôi đang nói về Vinamilk đây. Đây là cái người tạo ra cái đế chế đó. Chị rất là anh hùng đấy. Chị là một người phụ nữ và anh hùng đấy. Chị tạo ra Vinamilk trở thành nhà máy sữa lớn nhất châu Á đấy. Chúng ta phải tôn vinh những cái doanh nhân như vậy đấy. Cái còn bia Sài Gòn đấy, đất nước chúng ta là đất nước đã uống bia hàng đầu Đông Nam Á.
cứ 10 bàn bia ở Sài Gòn thì có 6 bàn uống bia Sài Gòn. Và Hartburg và Heineken nó cay lắm khi nó không diệt được Sabeco. Và bạn biết đấy, họ mua rồi họ biết không thắng được. 64% cái thị phần bia Sài Gòn mà chúng ta đang uống ấy, cứ 10 đồng tiền lời thì có 6 đồng rưỡi chuyển ra nước ngoài rồi. Chúng ta cứ là những chí phèo đi, chúng ta cứ nhậu đi, chúng ta cứ vô đi, chúng ta cứ tất niên đi, chúng ta cứ tai nạn đi, bệnh viện Chợ Giấy cứ quá tải đi, cứ sinh ra nhiều cái thằng ngất ngơ và còn lợi nhuận thì chuyển ra nước ngoài đấy. Yes. Đừng đòi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho chính bản thân mình ngày hôm nay. Muốn chấn hương đất nước là mình giàu trước đi. Khi bạn có nhiều tiền rồi, bạn sẽ giúp được những người xung quanh. Cho nên tôi chia sẻ cái điều này cũng là một sứ mệnh đấy, không đơn giản chỉ là kiếm tiền đâu. Hello. Tôi yêu các bạn lắm. Ngày nay đứng trên sân khấu này, cái số tiền tôi kiếm ở đây không là gì so với thu nhập của tôi trong cuộc sống hết trơn đấy. Tôi nói rách họng ra, cái công việc đào tạo này một năm tôi kiếm được 2 tỷ là nhiều lắm rồi. Nhưng trên danh mục đầu tư của tôi một năm tôi có thể kiếm được 10 tỷ, 20 tỷ mà tôi chả làm gì cả. Nhưng nếu không nói ra những điều này thì có lỗi với thế hệ trẻ. Mình nói mình yêu nước, mình tại sao mình không dạy lại cho họ? Cho nên tôi muốn các bạn cũng phải trân trọng tôi. Hello. Và đây là ông Nhựa Bình Minh. Tất cả những cái ngôi nhà xây ở Việt Nam đều thích gắn ông Nhựa Bình Minh đấy, bởi vì nó tốt. Tỷ suất lợi nhuận của Nhựa Bình Minh là 37%. Một cái ngành tiêu dùng đó là một cái mức độ lời rất khủng. Cứ 100 tỷ bán đi, Nhựa Bình Minh nó lời được 37 tỷ. Và mọi ngôi nhà chúng ta không bao giờ trả giá khi gắn nhựa mình, nhất định phải gắn Bình Minh đắt mấy cũng gắn. Và nước ngoài nó khôn lắm. Từ trong báo cáo tài chính nó biết được sức mạnh của công ty này. 75% cứ 10 đồng tiền lời của Nhựa Bình Minh thì 7 đồng chuyển ra nước ngoài. Hello. Tôi không chia sẻ những bức tranh này. Chúng ta bây giờ là nô lệ cho người nước ngoài ngay trên chính đất nước của mình nữa. Những cái thương hiệu này 100% của người Việt Nam đấy, khi mà chúng ta còn nghi ngờ thị trường tài chính đấy, thì nước ngoài vẫn lặng lẽ mua thông qua báo cáo tài chính đấy. Hello. Còn nữa không em? Tôi vẫn biết là thời gian tôi cũng muốn chia sẻ nhiều lắm, nhưng ban tổ chức chỉ cho tôi một ít thôi. Và tôi xin phép là bao nhiêu các bạn thấy nhận được rất nhiều giá trị ngày hôm nay ạ? Bao nhiêu các bạn thấy xứng đáng với một buổi chiều chúng ta đến đây ạ? Dạ vâng. Mọi người thấy video này thế nào ạ? Về không biết là sau khi chúng ta nghe video xong thì chúng ta có những cái cảm nhận gì và chúng ta có những cái cảm giác gì? Và gợi cho chúng ta những cái tư duy gì, đúng không ạ? Và đây chính là món quà mà anh Hoàng Mai Trung muốn gửi tới cho tất cả chúng ta. Đó là chúng ta hãy dành một khoản tiền để chúng ta có thể đầu tư vào những cái cổ phần, cổ phiếu của các cái doanh nghiệp. Đó, giống như cái diễn giả người ta đã vừa nói. Đó. Và Mayland cũng vậy, là một doanh nghiệp đang phát triển về nền tảng công nghệ, xử lý toàn bộ trong cái lĩnh vực về bất động sản. Và Mayland cũng có một mục tiêu rất lớn, đó gì ạ? Chính là IPO, niêm yết cổ phiếu của Mayland lên sàn chứng khoán quốc tế, chứ không phải là sàn chứng khoán của Việt Nam. Và tại sao hiện nay Mayland đang sử dụng những cái phương pháp giống như hình thức tiếp thị liên kết là như vậy? Để mong muốn được rằng là gì ạ? Tất cả những người Việt Nam chúng ta đều sở hữu những cái cổ phiếu của Mayland sau này. Chứ không phải là để cho tất cả các cái tập đoàn công ty của nước ngoài người ta sở hữu. Và những cái ý tưởng, những cái tham vọng của người Việt Nam cuối cùng biến thành tài sản của người nước ngoài. Đó chính là cái điều mong muốn, đó là những là điều ấp ủ. Đó những là cái sự tâm huyết của anh Hoàng Mai Trung muốn gửi cho chúng ta một cái món quà là như vậy. Và sau đây thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Và xin thưa anh Hoàng Mai Trung, thì vừa rồi thì có thể thấy được rằng là chị Vi Thúy cũng như là chị Hồng Thi thì cũng rất là tâm huyết và mong muốn là phát triển cái dự án Mayland này ra toàn cầu. Vậy thì không biết là tập đoàn Mayland thì có cái dự định gì trong cái việc phát triển thị trường quốc tế chưa ạ? Xin mời anh Hoàng Mai Trung.
Rồi, cảm ơn Tùng. Những cái mà mình nói ấy, thì những cái mình định hướng cho doanh nghiệp này ấy, thì đấy, mình phải sử dụng một bên thứ ba là cái anh Tần kia kìa. Thì anh ấy nói với trên những cái sàn chứng khoán, nói về những cái doanh nghiệp Việt Nam, những cái thương hiệu Việt Nam, và nó trở thành của nước ngoài lúc nào không biết. Và chính vì thế mà đấy là một cái minh chứng để cho thấy là chúng ta đang làm rất là đúng. Đấy là ta lựa chọn làm sao cống hiến và xây dựng, góp sức cùng với cái doanh nghiệp Việt Nam để chúng ta xây dựng chính cái doanh nghiệp mà cho trên cái đất nước mình và cho tất cả mọi người, để chúng ta có thể trong một cái tương lai gần nào đó chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời với những cái cổ phần của chúng ta đang sở hữu. Và chúng ta có được cái nguồn thu nhập và chúng ta trở nên giàu có, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Và cũng có thể chúng ta đưa được cả cái sản phẩm của chúng ta ra nước ngoài. Chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ cho các nước giống như Uber, Grab hay Facebook hay là Google hiện tại họ đang khai thác ở đất nước chúng ta. Thì trong tương lai chúng ta cũng cung cấp cái sản phẩm dịch vụ đấy ra các nước khác. Và trong kế hoạch thì hiện tại mình đang xây dựng đối với các nước gần nhất, như từ các nước như Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn, Malai, Nhật, ví dụ đấy thôi, hay là Sinh. Đấy là những cái đất nước gần đây nhất của chúng ta mà chúng ta rất là dễ có thể là tiếp cận bởi một số cái yếu tố thuộc về bất động sản của họ cũng khá gần với cả chúng ta. Và cái thị trường của họ, cái giá trị về bất động sản của họ cũng rất là lớn. Thường họ gấp từ 5 đến 10 lần giá trị của Việt Nam mình. Giá bất động sản của Việt Nam mình cũng phải nói là đang rất là thấp chứ không phải là cao. Nó chỉ cao so với thu nhập của chúng ta thôi, chứ còn thực ra nó đang là rất là thấp. Và đối với cái việc như lúc nãy anh Tần kia anh có nói về cái chuyện là anh Tần anh ấy nói về cái đầu tư bất động sản, thì đấy là một trong anh ấy nói về chuyện là ô, các cái chuyên gia, những cái người am hiểu bất động sản, người ta đầu tư cũng lãi rất là ít, cũng không hẳn đâu. Thực ra nếu mà muốn đầu tư bất động sản phải rất là am hiểu bất động sản và cái lãi suất rất là cao, nhưng mà phải biết cách đầu tư. Tại sao rất nhiều người ta cuối cùng dòng tiền của người ta từ chứng khoán, từ đầu tư doanh nghiệp, họ đều đầu tư ở bất động sản? Là vì làm sao? Bên cạnh đó là cái sự an toàn. Bất động sản là cái thứ mà đầu tư rất là an toàn. Chứng khoán đầu tư cái mức độ đương nhiên là lợi nhuận nó cũng cao, nhưng mà rủi ro nó cũng cao chứ. Lúc nào lợi nhuận cao và lúc nào xuống nó cũng lên xuống rất là nhanh. Trong khi bất động sản thì nó sẽ có thời gian nó chậm hơn. Và cái tính sở hữu về pháp lý của nó cũng rất là cao. Đấy. Và cái cách của chúng ta sau này chúng ta đầu tư ấy, sẽ đầu tư theo cái cách dòng tiền. Có nghĩa là những cái đầu tư nó chỉ trong vòng khoảng 1 cho đến 3 tháng và chậm nhất cũng chỉ đến 6 tháng là chúng ta đã thanh khoản rồi. Và mỗi một tháng tối thiểu chúng ta sẽ có khoảng tầm 5% cho đối với cái dòng tài chính của chúng ta. Thì mọi người cứ tính mà xem. Nếu mà tính trung bình mà 5% được một tháng thì một năm chúng ta có thể tới cả bao nhiêu phần trăm nhỉ? Có thể 5-70% đối với đầu tư bất động sản. Tại vì chúng ta có rất là nhiều nguồn cái lợi thế để chúng ta có thể làm được cái điều đấy. Và cái đầu tiên chúng ta đang xây dựng đấy là xây dựng doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kinh doanh, xây dựng một cái app và cái nền tảng về công nghệ cho bất động sản để cho tất cả những cái người là khách hàng của chúng ta và cộng đồng của chúng ta, những người sở hữu bất động sản họ sẽ tham gia vào. Và đấy đều là những cái người có tiền, người đã tham gia vào cái thị trường bất động sản đều là có tiền. Và tại đó thì chúng ta có đầu ra đầu vào cũng tại cái hệ thống đấy và chúng ta sẽ có được rất là nhiều lợi nhuận. Và đấy chính là cổ tức của chúng ta, đấy chính là lợi nhuận của tất cả chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào trong một tương lai gần là chúng ta có lợi nhuận. Đương nhiên thì cũng giống như là cái cách mà như anh kia nói là về cái chuyện đương nhiên là lợi nhuận cao thì rủi ro nó sẽ cao, thì doanh nghiệp của chúng ta ấy, gọi là doanh nghiệp startup, cho nên rủi ro là chúng ta có chứ không phải là không. Nhưng mà bù lại làm sao, chúng ta lại mua mọi thứ nó rẻ như là rau, một mớ rau thì có thể là ở bên Mỹ và bên Đức chắc chắn là cao, đúng không các bạn? Chưa ở Việt Nam mình thì mớ rau có 10.000 Việt Nam đồng, 15.000 Việt Nam đồng, mà chúng ta có thể mua được 10 cái điểm và 10 cổ phần. 10 cổ phần thì nếu mà chờ mà đến lúc nó lên sàn rồi, nó lên đến 100.000, nó lên đến 1 triệu, rồi có khi nó đến 2 triệu. Nếu mà cổ phần cổ phiếu mà của các nước tư bản, có đúng không Hồng Thi ơi, là có thể nó còn lên đến hàng nghìn đô một cổ phiếu, đúng không? Thì không bao giờ chúng ta giàu được. Chúng ta phải chấp nhận thôi.
nhịn ăn nhịn uống một tí, nhưng mà chúng ta thôi vài đồng, nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta có một cái tương lai, chứ còn hơn nói chuyện là chúng ta ngồi đây chúng ta lo lắng. Rồi tất nhiên ai cũng phải có cơm ăn áo mặc, ai cũng phải lo lắng cho cuộc sống của mình, nhưng mà nếu mà cân đối được thì chúng ta cũng lên góp sức cùng với doanh nghiệp, và cũng làm cái mà gọi là cái cơ hội lớn cho chúng ta. Tại vì mỗi một ngày nó tăng rất là nhiều, như ngày 27 này sắp tới hình như là tăng 10% cơ. Tại vì mỗi một ngày tăng là vì làm sao giá trị doanh nghiệp của chúng ta mỗi ngày mà tăng, mọi thứ chúng ta đang hoàn hảo hơn. Và đến lúc nào chúng ta doanh thu lợi nhuận là chúng ta sẽ có hôm nay đấy. Chiều nay mình vẫn vừa họp về kinh doanh với cả đội kinh doanh đây này. Kế hoạch kinh doanh từng tí một. Mà đây là đội này là gồm những cái người mà chuyên, phải nói là chuyên gia phân tích về thị trường, chuyên gia phân tích về tài chính, chuyên gia phân tích về kinh doanh. Họ phải ngồi với chúng ta suốt ngày nọ tháng kia để làm sao phân tích để cả có một cái kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn. Trong mình yêu cầu là trong 6 tháng, trong 1 năm, trong 2 năm, trong 3 năm, trong 5 năm là họ phải có một cái góc nhìn cho mình. Và để làm sao với cái góc nhìn đấy thì mình đi chắc chắn hơn. Đương nhiên cái tư duy chúng ta có, chúng ta tính được, nhưng nó phải cụ thể trên từng con số một. Chi hết bao nhiêu, lợi nhuận sẽ là bao nhiêu, và doanh số phải là bao nhiêu để chúng ta làm sao chúng ta đạt được những kế hoạch về kinh doanh. Và mình cũng yêu cầu kể cả những cái kế hoạch cụ thể đến mức độ là kể cả kế hoạch để chúng ta trở thành doanh nghiệp tỷ đô, kế hoạch để làm sao trong thời gian 3, 5 năm chúng ta phải đạt được những cái điều đấy. Đấy, ví dụ ấy. Rồi là kế hoạch để mà gọi vốn quốc tế đối với những cái dự án, rồi là kế hoạch đối với những cái dự án bất động sản của chúng ta sau này. Mọi cái phải xây dựng dần chứ. Chúng ta đi xa mà, làm lớn mà, chúng ta không phải là làm nhỏ. Và chúng ta xây dựng phải cho quê hương đất nước một cái ứng dụng, một cái để mà kiếm được tiền về cho chính chúng ta, cho đất nước chúng ta, để làm sao chúng ta không thể để cho con cháu chúng ta sau này là đi sử dụng tất cả các ứng dụng, các nền tảng của nước ngoài, rồi cuối cùng đi làm bao nhiêu, rồi cuối cùng cho người ta hết, đúng không? Là dòng tiền chảy về bên đấy hết, chưa kể là một cái thương hiệu nào đó vừa sinh ra đã bị người ta mua hết, thế là cuối cùng chúng ta tự nhiên làm nô lệ cho chính chúng ta ở trên đất nước chúng ta. Đấy, mà với cái công sức xương máu ban đầu lại là từ chính người dân Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Mai Trung rất là nhiều. Và cái chúng ta sẽ có thêm một cái phần giao lưu. Và cái phần này thì sẽ dành cho một câu hỏi của nhà đầu tư gửi cho một trong hai hoa hậu của chúng ta. Vâng, xin mời một câu hỏi của một đối tác. Vâng, xin mời ạ. Em nãy có thấy có nhắn cho em Tùng là có câu hỏi. Vâng, xin mời ai nãy nhắn cho em thì bật mic lên ạ. Không được đâu anh Tùng ơi. Anh Tùng vui lòng đọc lên câu hỏi luôn được không ạ? Rồi ok, thế có nhắn cho em vậy thì em hỏi luôn nhá. Em hỏi luôn ạ. Vâng, câu này thì sẽ dành cho chị Vi Thúy ạ. Thưa chị, theo em được biết ở nước ngoài thì khá phát triển về mô hình affiliate marketing. Vậy chị đánh giá tiềm năng nó như thế nào? Và cộng đồng Việt Kiều cũng như các quốc gia khác thì họ có tham gia các cái mô hình affiliate này nhiều không ạ? Vâng, xin mời chị Vi Thúy ạ. Chị bật mic lên ạ. Rồi, xin chào các nhà đầu tư ạ. Thật ra này, trên bên nước ngoài thì thường là họ sẽ sử dụng cái chương trình affiliate với cả MLM là nhiều. Và cái chương trình mà anh Trung áp dụng vào thì em thấy là cái này nó sẽ tạo cho cái cơ hội cho các bạn trẻ để các bạn có thể các bạn kiếm thêm và đầu tư vào những công ty startup như là của chúng ta. Tùng ơi, Tùng thử đọc lại cái câu hỏi đấy này để chị xem nó rõ ràng như nào, tại vì là nãy giờ là cái mạng nó cứ nghe nó cứ bị chập chờn ở bên này đấy. Dạ vâng ạ, em đọc lại nhá. Em được biết thì ở nước ngoài khá phát triển các cái mô hình về affiliate marketing hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Vậy thì chị đánh giá về tiềm năng của nó như thế nào, và cái cộng đồng người Việt Nam cũng như là ở các quốc gia khác thì họ có tham gia các cái mô hình này nhiều hay không ạ? Ồ, cái mô hình này đương nhiên là mô hình là từ ở bên Mỹ và nó sẽ phát triển nhiều hơn là ở bên Việt Nam chứ.
Và Vi Thúy thấy là bây giờ hiện tại đang là cái xu hướng của xã hội, thì những cái công ty start up là họ sẽ áp dụng cái mô hình này để cho phát triển, để nhiều người biết đến hơn. Và Vi Thúy ngay trong bản thân, trong cái đội nhóm của Vi Thúy, trong cái cộng đồng người Việt ở bên Berlin, thì họ đã bắt đầu chú ý đến những cái chương trình này, và các bạn ấy phát triển trên những cái kênh truyền thông của các bạn ấy rất là nhiều. Và Vi Thúy thấy là nhờ những cái chương trình như vậy thì họ sẽ biết được đến những cái kênh đầu tư giá trị nhiều hơn. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Như vậy thì có nghĩa rằng là gì ạ? Cái mô hình affiliate marketing này ở nước ngoài thì hiện nay thì họ cũng đang rất là quan tâm và tham gia rất là nhiều, đúng không ạ? Ở Việt Nam mình thì có một chút, đó là vì sao ạ? Bởi vì rất nhiều các cái doanh nghiệp họ áp dụng, nhưng sau đó thì họ biến tướng cái mô hình, thì làm cho là nhiều người Việt Nam họ bị mất tiền. Sau đó thì họ nghĩ rằng là cái mô hình này nó không tốt, rồi nó lừa đảo thế này thế kia. Nhưng thực tế thì cũng rất nhiều các cái mô hình từ nước ngoài, và ở đây thì có bằng chứng sống, đúng không ạ? Là chị Vi Thúy cũng như chị Hồng Thi cũng đã tham gia và cũng đã thành công ở rất nhiều các cái doanh nghiệp khác nhau. Vâng, xin cảm ơn chị Vi Thúy rất là nhiều vì câu hỏi của chị. Và chị Hồng Thi ơi, thì em cũng biết rằng nãy thì chị cũng có nói rằng là chị tham gia được mấy năm rồi. Vậy thì thấy chị cũng khá thành công ạ. Vậy thì chị có thể là chia sẻ cho mọi người một chút về cái kinh nghiệm mà phát triển affiliate marketing của chị tại thị trường Mỹ như thế nào được không ạ? Đầu tiên thì Hồng Thi đính chính một tí xíu nha. Cái mô hình affiliate marketing đó thì chúng ta có thể làm trên toàn cầu, có nghĩa là không biên giới và không giới hạn. Các bạn có thể ngồi ở nhà, nhưng mà các bạn có thể kết nối và làm việc ở khắp mọi nơi, không riêng về thị trường Mỹ. Và hiện tại thì Hồng Thi khá là thành công trong cái việc đó, và Hồng Thi cũng có một cái team, một cái đội nhóm để làm cái công việc affiliate marketing. Thì cái điều mà để cho chúng ta thành công trong cái việc affiliate marketing thì nó nhiều lắm. Nếu mà nói thì có thể là rất rất là dài luôn. Thì Hồng Thi chị chia sẻ ba cái ý chính trước đi ha, rồi chúng ta sẽ có một cái buổi khác Hồng Thi sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái này. Bởi vì cái thời lượng của mình nó cũng có giới hạn. Hồng Thi thấy cũng gần 10 giờ tối rồi, cho nên là Hồng Thi sẽ chia sẻ ba cái ý chính. Thì để làm được cái công việc affiliate marketing thì thứ nhất là các bạn phải chọn đúng công ty, phải chọn đúng công ty tốt. Và cái điều thứ hai nữa là chọn đúng sản phẩm mà thị trường cần. Và cái thứ ba là bạn phải chia sẻ và đưa nó đến đúng cái khách hàng tiềm năng của mình. Thì đó là ba cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể làm thành công cái việc affiliate. Bởi vì làm affiliate thì mình chỉ cần hiểu về sản phẩm, hiểu về công ty để mình chia sẻ đúng người. Còn mọi việc khác đã có công ty lo rồi, mình không có cần phải lo cái khâu sản xuất, khâu vận hành hay cái gì hết. Đó là công việc của một người làm tiếp thị liên kết. Và Hồng Huy thấy rằng ở Việt Nam mình thì cái mô hình này nó cũng còn rất là mới. Tuy nhiên thì ở những nước phát triển thì cái mô hình này nó có khá là lâu rồi, và gần như là rất là nhiều công ty áp dụng. Thì Hồng Thi cũng xin nói thêm một tí xíu là để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về tiếp thị liên kết. Bởi vì Thi thấy có nhiều người đang ngộ nhận và đang nhầm lẫn với lại một cái mô hình MLM hay còn gọi là đa cấp. Thì cái tiếp thị liên kết đó là nó khác hoàn toàn. Tiếp thị liên kết là khi mà mình giới thiệu một cái công ty, một cái sản phẩm, một cái dịch vụ đến với người tiêu dùng qua cái đường link giới thiệu của mình. Và khi khách hàng của mình họ phát sinh mua sắm sử dụng dịch vụ thì mình sẽ được công ty đó trả cho mình cái tiền hoa hồng, coi như là cái tiền giới thiệu. Nói đơn giản hơn, dễ hiểu hơn đi. Ví dụ các anh chị có một cái nhà hay là mà có một cái miếng đất cần bán, thì cái người môi giới, nói bình dân hết, là cái người môi giới họ giới thiệu cái này đến cho một cái người có nhu cầu. Và khi cái người đó họ phát sinh, họ thuê phòng hoặc là họ mua cái nhà đó, thì các bạn được trả cái hoa hồng, gọi là hoa hồng giới thiệu. Và cái mô hình này Hồng Thi cho rằng rất là thông minh. Thay vì doanh nghiệp họ phải trả tiền quảng cáo, họ phải đăng báo, họ phải đăng TV, họ phải lên truyền thông các thứ, thì họ dành cái tiền này để trả trực tiếp luôn cho khách hàng của mình. Thì Hồng Thi thấy cái mô hình này rất là thông minh.
và để chia sẻ cái bí quyết làm thế nào để thành công trong công việc này, thì Hồng Thi xin hẹn mọi người vào một buổi gần đây hơn để Hồng Thi có thể chia sẻ chi tiết hơn. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đã có duyên gặp nhau tại Mylan, và Hồng Thi hy vọng rằng chúng ta sẽ được đồng hành cùng nhau và làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Và cũng xin chúc cho tất cả các bạn cũng như là các anh chị em đang có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, cũng như là các anh chị em đang xem trực tiếp, có được một cái buổi tối thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và có được một cái cuộc sống hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Hồng Thi rất là vui luôn khi mà ngày hôm nay được ngồi đây chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Hồng Thi xin cảm ơn anh Hoàng Mai Trung, cảm ơn công ty Mylan, cảm ơn em Tùng, cảm ơn tất cả mọi người đã cho Hồng Thi có được cái cơ hội ngồi đây để chia sẻ những cái tâm tư cũng như là những cái mong muốn của Hồng Thi. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của chị Hồng Thi ạ. Hy vọng rằng những cái kinh nghiệm của chị thì sẽ giúp cho rất là nhiều người ở đây, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì Mylan có thể là sẽ order chị một buổi để chị có thể là hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách mà chúng ta có thể là kiếm được tiền từ affiliate marketing như thế nào. Và sau đây thì sẽ có một câu hỏi dành cho tất cả những khách hàng chúng ta đang tham dự trong buổi Zoom cũng như chúng ta đang xem livestream trực tiếp trên Facebook ngày hôm nay. Và sẽ có 20 phần quà giá trị từ phía công ty dành cho tất cả những người trả lời nhanh nhất. Mọi người lưu ý là chúng ta sẽ lắng nghe câu hỏi và sau đó thì chúng ta có thể comment trực tiếp vào trong mục chat. Chúng ta chuẩn bị điện thoại ạ, chúng ta chuẩn bị điện thoại, chúng ta sẵn sàng trả lời vào trong mục chat, hoặc là chúng ta comment share ở trên fanpage của Facebook của công ty. Và 20 người trả lời nhanh nhất thì chúng ta sẽ được một phần quà sẽ gửi tới trực tiếp, được công ty gửi tới cho tất cả quý vị. Và sau đây thì em Tùng cũng xin hỏi câu hỏi luôn ạ. Mọi người có thể trả lời một trong hai nhé. Câu hỏi này thì dành cho cả hai chị luôn. Và mọi người có thể là trả lời một trong hai cũng được, thì đều được chấp nhận. Câu hỏi như sau. Danh hiệu Hoa hậu mà chị Vi Thúy và chị Hồng Thi đạt được ở cuộc thi nào? Đó, câu hỏi chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mọi người có thể trả lời cái giải Hoa hậu của chị Vi Thúy, hoặc mọi người có thể trả lời cái giải của chị Hồng Thi. Thì những ai chúng ta trả lời nhanh nhất thì bên công ty sẽ, bộ phận hành chính sẽ có liên hệ và sẽ có những cái phần quà gửi tới trực tiếp cho chúng ta. Vâng, thì đấy là cái câu hỏi là như vậy, và chúng ta sẽ có một chút thời gian để chúng ta có thể là xem những cái câu hỏi. Thấy mọi người cũng đang trả lời rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Và có lẽ chính sự nổi tiếng của hai chị ở đây rất nhiều người biết tới, và em thấy là cái câu hỏi, câu trả lời rất là nhanh và rất là nhiều ở trong mục chat, có thể là tăng với cái tốc độ chóng mặt luôn. Điều này có thể cho thấy được là cái sức hút của hai chị rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng với cái buổi tối ngày hôm nay, với cái chương trình ngày hôm nay, và với một cái talk show ngắn gọn như thế này thôi, giữa anh Hoàng Mai Trung, founder, chủ tịch của Mylan, và chị Hồng Thi là một hoa hậu đến từ Mỹ, và chị Vi Thúy là một hoa hậu đến từ Đức, sẽ mang lại cho chúng ta những cái giá trị nhất định trong buổi tối ngày hôm nay. Và thời gian thì bây giờ cũng đã là 10 giờ kém 5 phút rồi, thì cũng đã là muộn. Và ban tổ chức của talk show ngày hôm nay cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Hoàng Mai Trung, chị Hồng Thi và chị Vi Thúy đã dành thời gian tham gia cái buổi talk show ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý khách, quý vị, những người đã luôn đồng hành cùng với Mylan trong thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, và cùng với Mylan chúng ta sẽ phát triển để Mylan có thể trở thành một tập đoàn mang thương hiệu Việt nổi tiếng ở trên toàn cầu. Một lời cuối thì xin chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, luôn may mắn, thành công trong cuộc sống, và có một buổi tối cuối tuần ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau.